Tập 10. Chị và Lục Lục An phải xử lý vấn đề rồi. Không phải chị nói anh ta là tên lừa đảo sao? Cậu quên người nhảy dẫn của Vũ Đoàn ngày trước đã bắt nạt chúng ta như nào sao? Cô ta không hề cho chúng ta cơ hội lên sân khấu. Quả nhiên tôi đoán đúng. Không chỉ biết vẽ mà còn là cao thủ. Anh gọi tôi đến giúp anh là để cho tôi cơ hội sáng tạo à? Mạch Đông thế chấp nhà rồi. Nhà chúng tôi có thế chấp gì đâu. Đăng ký kết hôn, tổ chức đám cưới, việc này cũng đâu cản trở hai đứa xuất ngoại. Tôi đã mời đạo diễn dựng phim cho chúng ta rồi. Phim chia tay đâu cần nhanh như vậy. Chu Cương Tùng, tôi là Neil, tên tiếng Trung là Lục Lục An. Tại sao lại có gã đàn ông khốn nạn như đây ngậm bơm? Trong mắt cô, tôi có tiền có giá trị, cô gọi là đến. Không cần thì cô dứt tôi ra chỗ khác sao? Anh đi đâu thế? Mua đạo cụ. Mua. Mua xong báo lại chi tiêu nhé. Thược. Thược. Thược sao thế? Thược à, ai bắt nạt con? Rốt cuộc là ai bắt nạt con? Không sao, để con khóc một lát là xong thôi. Con nói đi, bố làm chủ giúp con. Bố, nếu lát nữa Lục Lục An đến tìm con, bố nhất định không được mở cửa cho anh ấy. Con không thể gặp anh ta được. Xin lỗi. Tiểu Lục, chuyện gì thế? Bạch Thược, chúng ta biết nhau bao lâu rồi em còn nhớ chứ? Từ lần đầu anh gặp em, đúng là chúng ta đã biết rất lâu rồi. Anh đối với em rất tốt, đối với người nhà em cũng rất tốt. Nhưng điều này hoàn toàn không thể bù đắp được tổn thương anh gây ra cho em. Chuyện gì vậy? Mấy hôm trước vẫn tốt lắm mà. Không phải nói cùng nhau ra nước ngoài du học sao? Em không muốn lừa anh đến vậy sao? Là anh bắt nạt tôi trước. Anh muốn tôi thừa nhận anh kiểu gì? Phải. Là anh bắt nạt em. Bây giờ anh định dựa vào em bám lấy em, để em không được yên ổn. Nhưng anh đã thích người khác rồi, tại sao còn lừa tôi? Là em kéo anh vào. Em để anh thấy sự bất lực của em, để anh hiểu về gia đình của em. Em và anh đều theo đuổi tự do. Em ủng hộ cuộc sống của anh. Đủ rồi, anh đừng diễn nữa. Anh không diễn, anh nói thật mà. Là em ép anh diễn. Ai nói cho tôi biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra hay không? Anh ta ngoại tình. Em... Lão Bạch, ông đợi đã. Bố, Lão Bạch, ông làm sao thế? Được rồi, chú Bạch, dù gì anh cũng đã thích người khác rồi, và tôi không đón chào anh nữa. Chú Bạch, anh cũng không cần đến nữa đâu. Mau đi đi. Thược Thược, mau lên. Bố, bố không sao chứ? Chú cuộc là có chuyện gì vậy? Mấy hôm trước, hai đứa vẫn tốt đẹp mà. Con cũng đâu muốn. Ông đừng dọa tôi, Lão Bạch. Alo. Lão Mục, là tôi đây. Anh điều tra giúp tôi căn nhà của Mạch Đông. Bị làm sao vậy? Anh ấy thế chấp nhà để vay 37 triệu tệ. Bây giờ chủ nợ tìm đến cửa rồi. Giờ thì vợ con anh ấy không có chỗ ở. Chuyện này nan giải quá. Tóm lại là dù thế nào thì anh cứ tìm hiểu giúp tôi rốt cuộc là có chuyện gì đi. Có tin gì lập tức báo cáo cho tôi. Vậy đi. Anh đã nhờ người tìm hiểu giúp em rồi. Thật ngại quá. Đáng lẽ hôm nay mời anh đến nhà ăn cơm, nhưng không ngờ lại thành thế này. Hay là anh về trước đi. Em thế này thì sao anh về được? Bây giờ không ở lại đây được nữa rồi. Em lên tầng thu dọn hành lý.
chúng ta đi thôi. Tôi đi đâu được chứ? Tôi đâu có chỗ ở. Nơi nào có Chu Cương Tùng Anh thì nơi đó có chỗ ở cho em và Mạch Hoa. Đi thôi. Đi thôi. Sao đang yên đang lành Tiểu Lục lại ngoại tình? Thì ngoại tình thôi. Bị con bắt gian rõ ràng. Thực thực, con đã tìm hiểu rõ chưa? Vì thấy Tiểu Lục không giống người như vậy. Không, Lão Bạch à, ông đừng sốt ruột. Tôi lấy thuốc cho ông. Không sao, không nặng đến vậy đâu. Hay chúng ta hỏi lại xem. Con đã nói anh ta không đáng tin mà. Hai người chẳng chịu tin gì hết. Bạch Thược, bố bảo con này, nếu Tiểu Lục là người như vậy, bố không tha cho cậu ta đâu. Nhưng nếu là con dở trò, bố cũng không tha cho con đâu. Mỗi ngày đều là trời sao rực rỡ. Phải xem cô có đôi mắt phát hiện được vẻ đẹp không thôi. Rốt cuộc mày đang buồn gì chứ? Mày giống dĩ đâu phải bạn trai cô ấy. Cô ấy cũng đâu muốn tìm bạn trai. Mày biết từ trước rồi mà. Alo, Kelly. Cậu về nước sao không nói với tôi? Được, không thành vấn đề. Mai tôi mời cậu ăn một bữa lớn. Được rồi, mai gặp. Đây là chìa khóa nhà anh. Hôm nay em ở tạm đây đi. Có gì mai chúng ta nói sau. Không hay cho lắm. Có gì mà không hay. Bây giờ anh có thể đưa em về nhà mẹ. Nhưng em phải nghĩ cho kỹ. Sau khi về nhà, bố em biết được tin này thì sẽ chịu đả kích rất lớn. Hay là tôi ở khách sạn vậy? Được rồi, không vấn đề. Hôm nay em có thể ở khách sạn. Nhưng ngày mai, ngày kia thì sao? Em định để Mạch Hoa ở khách sạn với em suốt sao? Phi thực tế. Vậy anh thì làm sao? Thỏ khôn đào ba hang. Anh có nhiều chỗ ở được lắm. Em không cần lo cho anh đâu. Còn nữa, máy anh mở 24 giờ. Có chuyện gì cứ gọi cho anh. Gọi là đến. Em nghỉ ngơi sớm đi. Anh đi trước đây. Lát nữa em nhớ khóa cửa lại đó. Mình làm gì có nhiều nhà như thế. Đến chỗ lão mục ở tạm một đêm vậy.
Ngày mai chúng tôi phải tập ca khúc mới. Tối nay ông phải nghiêm túc tập với tôi đấy. Lão Bạch, ông đừng lo lắng như vậy nữa được không? Tôi bảo ông ra ngoài để ông vui vẻ hơn mà. Tôi lại không lo được chắc. Được rồi, lên xe đi. Lão Bạch, ông mau lên xe đi. Không, bà về trước đi, tôi có chuyện đột xuất. Lão Bạch à, cố vấn, đoạn này tôi xoay mãi không được, cô hướng dẫn giúp tôi đi. Cố vấn, cô thấy tôi còn chỗ nào nhảy chưa được tốt không? Tôi thấy nếu cô nhảy cảm xúc hơn thì sẽ tốt hơn. Còn cả cú xoay này nữa, biên độ nhảy của Bạch Tô vẫn chưa được tốt. Thực ra Bạch Tô vẫn luôn rất cố gắng. Cô ấy không ở cùng vũ đoàn lâu rồi. Cố vấn, chắc hoạt động thường ngày của cô ấy quá nhiều nên lực bất tòng tâm. Thế sao được, người học múa tuyệt đối không được lười biếng. Cố vấn, tôi chỉ đang điều chỉnh bước múa của mình thôi. Tôi muốn tìm được cách thể hiện tốt nhất. Vậy cô còn cần bao lâu nữa? Cho tôi thêm chút thời gian. Cố vấn, chúng ta còn mấy ngày để tập nữa vậy? Cô yên tâm, cho tôi thêm 3 hôm nữa, tôi nhất định sẽ tìm được trạng thái hoàn hảo nhất. Ở đây. Neil, đi đường xa đến đây là để tôi thấy bộ dạng ủ rũ chán nản của cậu sao? Tôi cũng không cố ý đâu, nhưng công việc không được thuận lợi lắm, tôi cũng hết cách. Là ai suốt ngày nói quá trình là quan trọng nhất vậy? Giờ nhìn mặt kìa, bộ dạng kiểu không đạt được kết quả tốt thì ủ rũ chán chường. Cậu đừng chọc tôi nữa. Dù thế nào, vào hôn lễ tháng sau của tôi nhất định phải thấy được cậu và bạn gái của cậu đó. Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ đến. Nhưng tôi không chắc có dẫn bạn gái theo hay không. Chú hỏi tôi tình hình dạo này của cậu đấy. Vốn dĩ tôi nói cậu là đi làm thuê, ở đậu trong container. Xem ra bây giờ tôi phải thêm một câu nữa. Cậu muốn thêm câu gì? Tôi sẽ bảo với chú ấy, cậu diễn bạn trai của người ta trong thời gian dài rồi bị người ta đá. Chúng ta biết nhau lâu rồi, cậu sẽ không đối xử với tôi vậy đâu. Được rồi mà, đùa thôi. Đi, dẫn tôi đi xem container mà cậu nói đi. Được rồi, đi thôi. Thằng ranh này, uổng công tôi tin tưởng cậu. Còn tưởng thược thược nhà mình đa nghi quá. Đồ vô liêm sỉ này. Đứng lại. Mặt đất nhiều lá quá, rảnh rỗi thì quét dọn đi. Chỗ này cũng được đấy. Bảo mời cơm cơ mà, nói mà không giữ lời. Tôi còn chưa tính toán chuyện anh uống sai đâu. Dạo này tâm trạng bố tôi tệ lắm. Tôi còn phải giả vờ như đang thất tình đây này. Cô giả vờ bao ngày trời. Đủ rồi đấy. Hôm nay tôi nghỉ, ra ngoài đi. Anh không cần đi làm sao? Không có tâm trạng. Hiện ở đâu? Ở nhà. Mau đến đi. Sao cậu lại nhìn tôi như vậy? Biểu cảm này của cậu rõ ràng là một chàng trai ngây thơ. Trăm tính ngàn tính đều phải được gặp người trong lòng. Chàng trai ngây thơ, cậu đỏ mặt rồi. Gì vậy? Cậu đừng như thế. Được rồi, đừng đùa nữa. Tôi đi lấy đồ. Cậu ngại kìa, đâu có. Mẹ ơi, sao bố không đến ạ? Mẹ đi cùng con không được sao? Con thích nhất là đi cùng mẹ. Thế thì hôm nay qua qua phải ngoan ngoãn đi nhà trẻ, rồi đợi mẹ đến đón con được chứ. Chúng ta không về nhà sao ạ? Hôm nay không về nhà, hôm nay phải đi nhà trẻ. Không muốn, không muốn. Sao vậy?
con muốn về nhà thăm búp bê của con. Con không muốn ngủ ở nhà trẻ. Qua qua, nhà mình đang thu sữa, ồn ào lắm. Không được đâu. Vậy phòng của con có thể trở thành thế giới dưới lòng biển không? Con muốn như nào cũng được. Mẹ con có phép thuật. Cho nên Qua Qua phải ngoan ngoãn đi nhà trẻ, để mẹ có thời gian thi triển phép thuật được chứ. Hôm sinh nhật con muốn mời tất cả các bạn đến tham quan thế giới phép thuật của con. Được rồi, mẹ hứa với con. Vào hôm sinh nhật con, mẹ nhất định sẽ tổ chức cho con một bữa tiệc sinh nhật vô cùng tuyệt vời, được chứ? Được ạ. Vì lần sau gặp lại. Tạm biệt. Bye Kelly. Thằng vô liêm sỉ còn hôn nhau giữa đường. Lần này anh lại diễn hỏng rồi. Lại không nói theo kịch bản. Cũng may tôi xoay chuyển tình thế được. Đúng chứ? Tôi thấy đạo diễn nói đúng thật. Tôi có tài diễn xuất hơn anh một chút. Tôi biết. Đúng là lần này anh hơi mất hình tượng. Nhưng ít nhất đã lấy lại được tự do. Nếu không bố tôi sẽ ép hai chúng ta đi đăng ký kết hôn thật đấy. Đến lúc đó thì càng tệ hơn. Cô vui như vậy sao? Cũng không hẳn. Bây giờ mất bạn trai rồi, bố tôi sẽ càng không đi nữa. Còn về chuyện ra nước ngoài du học thì càng xa vời rồi. Cộng thêm chuyện của hai em gái tôi nữa. Anh cũng biết đấy. Nhưng dù thế nào, ít nhất thì tôi cũng không kéo chân anh, đúng không? Dù thế nào, đối với anh thì cũng kết thúc rồi. Anh cũng nhẹ nhõm hơn, đúng chứ? Làm tổn thương bác trai, thực ra tôi khó chịu lắm. Chào chú ạ, xin hỏi chú uống gì ạ? Tùy. Uống gì ạ? Cháu lấy cốc nước cho chú nhé. Được rồi, tùy. Lần nào cũng diễn hỏng. Tôi nghĩ mình không làm diễn viên chuyên nghiệp được đâu. Thực ra hai ta hợp tác vẫn luôn chẳng vui vẻ gì. Nhưng tôi không ngờ con người anh lại tốt thật. Cảm ơn. Hay cháu lấy cho chú cốc nước chanh nhé. Chú uống nóng hay lạnh? Đều được, đều được. Vậy cháu lấy cốc nóng cho chú nhé. Chú uống say nào ạ? Tùy. Vậy chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ? Tất nhiên rồi. Chú có kiêng gì không ạ? Không. Có thấy uống nước chanh mà kiêng gì bao giờ chưa? Vậy chú đợi một lát. Con bé này bị đần độn mà. Sau này cô định thế nào? Nếu cô vẫn cần tôi giúp thì nói với tôi. Tôi thấy bây giờ anh danh trốn đi thì hơn. Có khi bố tôi đang lục tìm anh khắp nơi đấy. Ai cho cô ăn cái này? Quên mất những chú ý mà tôi nói với cô rồi sao? Bây giờ cô không được ăn đồ cay. Vậy anh nấu món này làm gì?
tôi cũng phải ăn chứ. Cô ăn mấy món này đi, cô nhìn này, ít calo, ít muối, ít đường, nhiều protein, hỗ trợ cô phục hồi tốt hơn, nghe chưa? Ăn đi, người già đúng là lắm mồm. Được rồi, tôi ăn. Đây, ăn canh đi. Sau khi buổi diễn kết thúc, cô đến chỗ tôi trị liệu đi. Anh muốn làm gì? Cô không sợ méo mặt à? Tôi có thể trị liệu giúp cô. Như vậy thì sau này cô múa sẽ không bị ảnh hưởng nữa. Anh có lòng tốt vậy sao? Đừng vui. Tôi không làm miễn phí đâu. Vẫn thu tiền như thường. Và không giảm giá. Nhậm tự mãn. Nhậm điểu cán. Cô có đến không? Tôi cân nhắc đã. Đồng chí Lão Bạch, đừng tự trách nữa. Chuyện này cũng đâu chỉ trách ông. Thược Thược đã nói rồi, phải quan sát nhiều hơn. Nếu không vì Thược Thược, tôi hận không thể rút xương thằng giải đó. Được rồi, chuyện đã đến nước này rồi, nghĩ nhiều như vậy có tác dụng gì? Thực ra Thược Thược mạnh mẽ lắm. Hôm nay lúc tôi đi khuyên nó, nó chẳng nói gì hết, còn bảo tôi về khuyên ông cơ. Giả giờ đấy. Như vậy là gắn gượng. Lúc tên họ Lý kia đi, nó cũng như bây giờ vậy. Dù sao thì tôi thấy ông lo lắng nhiều quá. Cái này ông lo, cái kia ông cũng lo. Ông khiến nó áp lực lắm đấy. Tôi khiến nó áp lực khi nào? Ông cứ một khóc, hai la, ba thắt cổ, luôn lấy danh bố ra chèn ép nó. Như thế mà không áp lực là gì? Tôi chỉ muốn tốt cho nó thôi. Tóm lại, ông có tin không? Nếu ông tin tôi thì đi cùng tôi một năm. Chúng ta quan sát một năm, có khi lúc quay lại chuyện gì cũng đâu vào đó rồi. Thật sao? Thật. Ông phải tin tôi chứ. Vừa hay đây là một cơ hội để ông học cách tin vào mắt nhìn của nó, biết chưa? Đi ngủ đi. Đi thôi. Bạch Thược, cô nghĩ kỹ chưa? Nếu cô không đi mà lại bắt cô tìm bạn trai thì phải làm sao? Thì cũng không thể diễn tiếp được. Còn thấy chưa đủ thiệt à? Lần này nhất định phải nói không. Nếu bố nhất quyết thì sao? Cô từ chối bố, bố sẽ đau lòng, sẽ buồn bã, có thể còn đổ bệnh nữa. Cô nhẫn tâm sao? Thế thì cũng phải chân thành, nói cho rõ ràng, để bố chấp nhận suy nghĩ của mình. Mày nhất định có thể làm được. Thược. Thược Thược. Thược, con đang làm gì thế hả? Làm gì thế? Mau ngẩng đầu lên. Thược, cô đừng nghĩ quẩn. Con làm gì vậy? Bố, bố có thấy ai dùng chậu rửa mặt tự sát không? Bố có thể hiểu, có thể hiểu. Tâm trạng con không tốt, con cứ trút hết ra đi. Con đâu trút giận. Được được, không trút giận. Bố, bố sao thế? Sao lại lạ vậy? Có phải ban sáng lúc đánh cờ với ông Lý bị người ta chọc tức không? Đâu có. Thưa cả, ý bố là con và Lục Lục An. Lục Lục An không phải loại tốt đẹp đâu. Bố thấy cậu ta ngoại tình rồi. Bố thấy hết rồi. Cậu ta ở cùng một cô nửa tay nửa ta. Thằng cặn bã, không phải người. Thưa, con đừng kích động. Bố biết con khổ tâm lắm. Điều là lỗi của bố. Bố không nên ép con ở bên cậu ta, để khiến con bị tổn thương lần nữa. Điều là lỗi của bố.
Không, bố không sai. Điều là lỗi của con. Là con không tốt. Bố đừng sốt ruột. Không, là bố ép con. Là vấn đề của bố. Bố, không trách bố được tại con. Là con không tìm được bạn trai tốt. Không thể dẫn con Triển Quang về cho bố. Bố đừng sốt ruột được chứ. Bố không sốt ruột, không sốt ruột. Sau này bố không ép con nữa đâu. Ý bố là sẽ cho con thời gian để con tìm một người bạn trai con thích, mà người ta cũng thích con sao? Đúng vậy Thược à. Bố cho con thời gian, cho con không gian. Dì Trương của con phê bình bố, bảo bố tạo áp lực cho con quá. Bố cũng nghĩ kỹ rồi. Nếu đã lấy được visa thì để bố và dì Trương đi Mỹ cho. Bố đi Mỹ thật sao? Ừ. Bố lớn tuổi rồi, dù ở lại cũng chỉ kéo chân con cái thôi. Bố, bố đừng nói thế. Con muốn bố ra ngoài là muốn bố nhẹ nhõm hơn. Bố hiểu cả. Bố, ý con không phải là bố đã già. Trong lòng con, bố mãi mãi trẻ trung, mãi mãi là chỗ dựa của con. Thược à, đừng nản lòng, đừng ủ rũ. Con là con gái mạnh mẽ nhất của bố. Bố tin con. Được rồi. Không biết Tô Tô có kịp về không? Nếu nó bận quá thì con đừng dùng. Nói với nó một tiếng là được rồi. Bố yên tâm đi ạ. Chuyện trong nhà cứ giao cho con. Chỉ cần cô rảnh rỗi là con sẽ dẫn hai em đến Mỹ thăm bố. Sống tốt nhé. Phen này đi đời rồi. Lần này đi đời thật rồi. Hỏng rồi. Nào cẩn thận. Bố đến chỗ dì Trương ở dài hôm. Bãi nhiều đồ. Bố đến giúp bãi thu dọn. Bố, chúng con cần bố. Nhưng dì Trương còn cần bố hơn. Được rồi. Thực thực. Con nhớ uống thuốc đúng giờ. Ăn cơm đúng giờ. Ngủ nghỉ đúng giấc. Có chuyện gì thì gọi cho bố. Bố về ngay. Nhị gia đầu, trông chừng chị con đấy. Đừng để nó gây họa. Yên tâm đi ạ. Nhớ gọi cho bố. Bố mở máy 24 giờ. Con biết rồi mà bố. Hôm nay chị sẽ chuyển về chung cư bí mật của chị. Chỗ đó cách công ty bọn chị đúng 5 phút. Mai chị có thể ngủ cả ngày rồi. Đừng vui mừng sớm quá. Bố vẫn chưa đi Mỹ đâu. Cẩn thận, chị bị bố bắt được đấy. Có một tối thôi mà. Đợi bố đi Mỹ, chị sẽ chính thức chuyển nhà rồi từ chức, giải phóng hoàn toàn. Em thế nào rồi? Trong ngành đã đồn thổi chuyện của Mạch Đông rồi. Nếu bây giờ em lo chủ nợ đến gây chuyện thì em và Mạch Qua chuyển về nhà ở đi. Người ở xóm mình đều mồm năm miệng mười. Em dẫn Mạch Qua về ở, ai biết được họ sẽ đồn thổi thế nào. Đến lúc nào rồi mà em còn để ý mấy cái này? Thế tính bố mình thì sao? Lỡ như giữa đường quay về thì hỏng hết rồi còn gì. Thế cũng phải. Em gọi vô Tô Tô đi.
Nó bảo vũ đoàn của nó bắt nó dọn ra ngoài, nó muốn chuyển đến chung cư chị ở. Nhưng chị không thấy nó đến, hay là em bảo nó đến đây ở đi. Được rồi, vậy giờ em gọi luôn. Bố nghĩ được như vậy, kể ra cũng không dễ dàng gì. Em biết rồi. Em không sao. Chỉ là tập múa hơi mệt thôi. Chị, điện thoại em hết pin rồi. Em không nói với chị nữa, tạm biệt. Mình đúng là điên rồi mà. Mình làm ăn kiểu gì không biết. Lúc trước thì làm ầm ở bệnh viện người ta, giờ thì lại phá ở dưới nhà người ta. Bây giờ ngay cả trong nhà mình cũng làm hỏng. Bạch Tu, Bạch Tu. Cô về rồi. Bạch Thược, về rồi đây. Bố cô nghĩ thông rồi à? Ông ấy sắp về Mỹ rồi. Với lại chuyện của Bạch Cập và Bạch Tô cũng không cần phải dội cho ông ấy biết nữa. Cuối cùng tôi cũng có thể thả lỏng rồi. Chúc mừng cô. Đi thôi. Quả nhiên công lực thâm hậu, hoàn toàn là trình độ chuyên nghiệp. Chúng ta cũng có duyên đấy. Vậy mà lại ở cùng một tòa nhà. Thảo nào hôm cô đưa tôi về lại có biểu cảm đó. Đợi bố tôi ra nước ngoài, chúng ta sẽ là hàng xóm. Sau này mong anh quan tâm cho. Chúng ta nên chúc mừng chứ gì. Chúc mừng. Chúc mừng cô đã được giải phóng. Với cả chúc mừng quan hệ hai ta được bắt đầu lại. Chúc mừng. Anh tìm được em dâu cho tôi. Anh gọi điện cho cô ấy. Bảo cũng đến chơi đi. Em dâu, tôi thành em cô khi nào vậy? Tôi nói cho cô biết, cô đừng có mà làm chị quen quá nghiện. Tôi không có họ hàng như cô đâu. Giả vờ làm gì? Trước mặt chị thì không cần giả vờ đâu. Bảo cô ấy đến chơi đi. Tôi đâu có bạn gái. Chính mắt bố tôi thấy rồi. Ông ấy bảo đó là một cô gái nửa ta nửa Tây. Chắc là một người giống cậu chứ gì. Cô ấy sao? Ai cơ? Cô ấy chỉ là bạn của tôi chứ không phải bạn gái. Cô ấy đến công tác nên thăm tôi luôn. Có ma mới tin. Tôi không có bạn gái thật. Tôi độc thân mà. Nhưng chẳng sao. Thảo nào vở kịch này có thể kết thúc thành công như vậy. Quá ra ông trời thầm giúp tôi vào thời khắc then chốt mà bị bố tôi thấy. Hoàn thành minh chứng rõ nhất cho việc anh là tên cặn bã. Tôi không phải là trai điểu. Là cô bắt tôi diễn trai điểu thôi. Được rồi, được rồi. Những điều này không quan trọng đâu. Dù thế nào, chuyện này cũng kết thúc hoàn hảo rồi. Chờ mãi mới chờ được ngày hôm nay. Chờ mãi cuối cùng ước mơ cũng thành sự thật. Cạn ly. Vậy là 30 năm nay, ước mơ của cô là ở một mình sao? Tôi hy vọng có tổ ấm của riêng mình, làm việc mình thích, hoàn thành mọi ước mơ của tôi. Vậy ước mơ của cô, trong danh sách mơ ước của cô còn có gì nữa? Tôi nói cho anh biết, thực ra tôi Alo, Bạch Thược. Hôm nay cô không đi làm. Bây giờ cô càng ngày càng to gan nhỉ? Cô hoàn toàn không coi giám đốc này ra cái gì rồi. Phòng các cô vốn đã không đạt chỉ tiêu sát hạch. Bây giờ cô lại chơi trò mất tích, trốn việc. Cô bảo tôi phải ăn đối với mọi người như thế nào đây? Rốt cuộc cô muốn sao? Cô nói cho tôi biết đi. Có phải cô thấy tôi cần cô lắm không hả? Có phải cô tưởng cô xảy ra chuyện gì cũng có tôi chống đỡ hay không? Bây giờ cô lập tức về công ty xin lỗi trực tiếp tôi.
Vì chuyện này đi, nếu không đừng trách tôi không để tình cũ. Hai người còn có tình cũ à? Ai đấy? Bạch Thược từ chức, cô ấy từ chức. Giám đốc Bạch, tôi là bạn trai của Bạch Thược, tôi thay mặt cô ấy đuổi việc anh. Tạm biệt. Tôi nói cho cô biết, như này mới gọi là dũng khí. Dũng khí cái đầu anh. Bố tôi vẫn chưa ra nước ngoài. Giờ này rồi mà sao vẫn chưa ra ngoài vậy? Xin chào. Xin hỏi anh là bác sĩ ở đây sao? Phải, sao vậy? Nhậm Tự. Không phải, bác sĩ Nhậm Hải Long có ở trong bệnh viện không? Bác sĩ Nhậm, buổi chiều anh ấy không có bệnh nhân nên về lâu rồi. Về rồi. Ghi họa xong liền chạy. Thiếu trách nhiệm thật đấy. Xin chào, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy. Xin chào, thuê bao quý khách gọi hiện đang tắt máy. Còn tắt máy, triệt để thật. Alo, Hải Long. Không không, Bạch Tô có trong đoàn không? Không, về lâu rồi. Có phải hai người xảy ra chiến thế gì không hả? Đâu có. Được rồi, không có gì. Tôi cúp đây. Xin lỗi, tôi chỉ giữ được cái này. Cô phá nhà tôi không ra gì, rồi biệt tích, giờ lại ôm bình hoa về là hết chuyện sao? Cô tưởng gây chuyện xong, giả vờ vô tội đáng thương thì có thể trốn tránh trách nhiệm sao? Giống chỉ tôi tưởng cô làm càng như vậy là vì tính trẻ con, nhưng ít nhất cô vẫn là một cô gái có trách nhiệm với ước mơ và công việc. Bây giờ thì tôi hiểu rồi, cô rất vô trách nhiệm. Cô chẳng có chút trách nhiệm nào hết. Cô cũng không muốn theo đuổi ước mơ của mình. Cô chỉ biết làm sàng làm bậy thôi. Xin lỗi. Anh đừng giận. Tôi không muốn trốn tránh trách nhiệm thật đấy. Buổi chiều tôi có đến viện tìm anh, định xin lỗi anh, nhưng anh không ở đó. Tôi cũng không cố ý đập phá nhà anh đâu. Là tôi không tốt. Tôi sẽ bồi thường cho anh. Xin lỗi. Tôi thật sự xin lỗi. Cạn ly. Uống một ly đi. Ai bảo anh tự ý nói tôi từ chức? Bố tôi vẫn chưa đi Mỹ đâu. Không được gây thêm chuyện nữa. Xin đấy. Cô dũng cảm lên được không? Bốc đồng lên một chút. Có gì mà phải sợ? Bố cô ra nước ngoài là chuyện sớm muộn, không cần nghĩ nhiều vậy đâu. Hay là cô thử dũng cảm hơn đi. Dũng cảm là gì? Làm cái này trước đã. Dạy cô thêm cái nữa nhé. Được. Làm gì này xong thì uống. Mỗi người một nửa dám không? Nào. Được, cô làm được mà.
Được, còn ly nữa. Ly cuối cùng, cô cũng muốn đi, cạn ly. Cạn ly.